Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Tiếp tục về thêm một số các hàng to, hàng sự kiện đấy, hoặc là mini night show tiệc cưới cho các bác. Tiếp tục về thêm đó là vỏ thùng loa hỏa tiễn đôi 40 và cụ loa bass. Hôm trước thì cái này em xin được kể qua một chút nhá. Hôm trước thì có một bác khách bác đặt em là một đôi hỏa tiễn 40 nắp hoàn chỉnh, do là cái sự chậm trễ mà em đã phải cãi nhau to với chủ xưởng sản xuất thùng loa. Một sự cãi nhau hơi bị hoành tráng, hơi bị rực rỡ luôn. Đấy, bảo anh chụp ảnh cổ bát xong gửi sang em, không thấy chụp gì cả. Đấy, đến sát ngày rồi, là ngày hôm qua thì bác khách bác bảo là thôi em ơi, anh không đặt nữa đâu. Đấy, chú làm ăn chậm quá, các bác thông cảm. Nhiều các bác là phải để ý một chút như này, bởi vì em là làm những cái hàng to này nhiều khi là còn phải đi hỗ trợ setup cho các bác nữa, không phải là lúc nào cũng có mặt ở nhà, mà nhiều khi các bác đến nhà để xem và tham khảo, chính thức xem tham khảo ở nhà cũng không chắc đã gặp được em. Đi nhiều nơi rồi, đi setup rồi lại hỗ trợ. Đấy, nhưng mà thi thoảng có thời gian ở nhà đóng gói hàng, thì hôm nay em sẽ kể qua các bác như thế thôi. Sau đó là bác khách bác có ý kiến bảo là làm ăn thế này không ổn, em chỉ nói quá thôi, chứ còn lời lẽ bác nói thì không vui tí nào. Thì thôi ký là bỏ qua nhá. Em sai em nhận trách nhiệm, nên là các bác cứ nghiêm khắc phê bình, các bác cứ ném đá vỡ mặt em đi. Em chấp nhận bởi vì em sai. Và những người sai còn trên cấp của em thì em sẽ mắng và em sẽ nói làm sao nó đúng, chứ không phải là bảo tí nay chụp ảnh gửi cho ông mà không thấy đâu, chạy sủi tăm mất dép luôn thì chết dở. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu các bác, vẫn là hàng to, hàng sự kiện, nay show sự kiện mini tiệc cưới. Thì là đây là cụ bát 40, hàng mới cứng, full box, đập hộp. Đấy, nhưng mà có vẻ là cái này hơi để lâu hay sao, nó có dính tí bụi bẩn này. Bát 40 nhá, gân 2 gân, vải tắm dầu màng không chống nước. Đấy, mà giá đợt này em lấy vào nó đắt kinh khủng luôn. Cặp bát 40 này có mã là QP15-012. Bát 40 côn 76. Đấy, mở nó đắt kinh khủng luôn. Không hiểu là kiểu gì đợt này nó đắt thế. Con này là sử dụng là côn dây đồng, chứ không phải là côn dây nhôm. Côn là côn dây đồng. Con này là về trước là bát nha các bác nhá. Đây, hàng nó móp méo này mà giá về đợt này đắt kinh khủng luôn, đắt hết cỡ luôn. Đấy, còn đây là cái phụ kiện ốc này, ốc và logo của cái thùng này. Đấy, thùng hỏa tiễn đôi 40, em về tiếp tục là về hai cặp nhá. Hỏa tiễn đôi 30, đấy, vẫn còn đây. Cái này em sẽ làm một gì video review và giới thiệu cũng như là giải thích cho các bác là cái cổ định hướng bát này. Cái này gọi là cổ X Face nhá. Hoặc là Facebook pha xe xong là PUS gì đấy. Đấy, không phải là Facebook, không phải là Facebook các bác hay dùng hàng ngày đâu, ở đây là tiếng nó như thế. Cái này gọi là củ tạo độ trễ cũng như là định hướng cho nó bát. Thường thường như âm thanh phát ra nó có như thế này. Ví dụ củ nó bát đây như này thôi. Các bác đánh nó bát ra thì là âm thanh nó sẽ như một cái màng này. Các bác nhìn hình dung nó như cái màng này đánh ra. Còn khi mà các bác đắp vào cái thùng này thì nó cộng hưởng giữa các vách này, trong các vách này, này, trong các vách này, thì nó sẽ cộng hưởng và tạo ra một cái nhịp tần số cộng hưởng riêng. Khi các bác không có củ này, nó sẽ ra một tiếng khác, mà có cái củ này vào, tiếng lại khác hoàn toàn. Nếu như các bác cho thả tiếng lời vào đây rất là nhiều. Đấy, như này người ta gọi là củ định hướng bát, hay là gọi là củ, nhiều anh em nói vui là củ đầu đạn, đầu đạn, cũng đúng thôi. Nó giống cái gì thì mình gọi thế thôi các bác ạ. Đấy, thì đây nhá, hôm nay em về được nè. Hai cặp bát 40. Con này thì em báo giá luôn các bác nhé. Đắt cực kỳ luôn. Đợt này không hiểu làm sao mà giá nó đắt thế. Nếu như ngày xưa mà có một cái thời nào đó mà em bán các củ bát 40 mà các bác mua chỉ có 2 triệu 8 đến 3 triệu nhá. Em nói thật các bác, củ này bây giờ em nhập vào gần 4 triệu rồi. Bây giờ em nhập củ này gần 4 triệu và bán ra với giá là 4 triệu 2. Bao ship. Là nếu như bao ship mà các bác một bom mà không đấy là không có lãi, hòa vốn. Hòa vốn. Cước phí vận chuyển một đôi bát này nó vào tầm 200.000. Khoảng tầm 200.000. Nó không to không nặng lắm đâu. Đây, như này thôi. Không to không nặng lắm đâu. Có một cái nó hơi cồng kềnh tí thôi. Rất nhẹ mà 340 neo. Đấy.
Cái này hiện tại em đang bán báo ship là 4 triệu 2 một cặp bát này nhá, nên là giá nó rất là đắt. Ví dụ các bác mà lại thích thì các bác lại giống bác khách hôm trước vui tính mà cũng hơi nóng tính tí thì bác khách sẽ hỏi là bây giờ nên cả bộ như này là bao tiền đấy, thì em sẽ báo giá qua như này các bác nhá. Ví dụ các bác mua bát rời là 4 triệu 2 một đôi, còn nếu mà nắp vào thùng thì em chỉ tính là 4 triệu một đôi bát đấy. Như hòa tiễn đôi là hai đôi bát nó là vào 8 triệu rồi, 8 triệu cộng với là thùng là 4 triệu rưỡi, 4 triệu 6. Thế là 12 triệu 500, em cũng trừ nốt cái 500 lẻ đi. Được chưa? Cổ tép là vào 2 triệu 6 thì em chỉ tính các bác là 2 triệu 4. Thế là vào 16 triệu chưa tính phân trần, 16 triệu 400 chưa tính phân tần. Phân tần mà các bác nắp cái loại trở nhôm thì bên em là 800 nghìn, đấy là hỗ trợ. Và em sẽ matching, tức là kết hợp giữa củ nó bass, củ nó check và thùng, tối ưu hóa làm sao cho chất lượng âm thanh ra đồng đều nhất, hay nhất với cái thông số đáp tuyến, gọi là có thể gọi được là gọi là phẳng nhất, nhưng đồng thời vẫn là cái điểm tuyệt đối đó là pha phải đồng pha, được không ạ? Đấy. Thì loanh quanh nếu như một cặp này cấu hình hiện tại như này mà em đắp lên với cấu hình hiện tại nha, cũng may bác khách hôm trước bảo là không đấy, chứ bác mà bảo đấy mà nắp gấp thì chắc em nổ, bởi vì báo giá so với bây giờ là nó lại cộng hơn khá là nhiều. Mà cái bát này nó không rẻ như ngày xưa nữa, bát nó vào là hơn 4 triệu rồi, thì này mà đắp vào thì nổ nổ quá, báo giá bác rẻ quá, chắc nhầm giá sang 30. Với tổng chi phí đầu tư ra vào khoảng tầm 17 triệu, khoảng tầm 17 triệu trên một cặp hòa tiễn 2340 các bác nhé. Đấy, khoảng tầm 17 triệu. Đấy, các bác là chơi là hơi rực rỡ luôn. Với cái cấu hình như này thì chắc ngày mai cái game cố gắng em sẽ lắp lên thôi, chứ tầm này cũng hơi nhiều việc. Hơi nhiều việc các bác ạ. Đây, còn 30 này thì nếu như cấu hình 30 thì lắp lên chắc nó rẻ hơn được tầm rẻ hơn chắc được tầm triệu, hơn triệu. Nhưng được cái là gọn nhẹ. Và em cũng chia sẻ luôn các bác như này, các cái mẫu hỏa tiễn này nói là hỏa tiễn thôi, chứ còn thật ra là toàn copy hết các bác ạ. Những mẫu này là copy của TVK Audio T24. T24 đầy đầu thì đã khai tử, còn bây giờ là T24N là thấp ấy, neo. Đây các bác nha, thì đây em chia sẻ tí thôi, chứ còn báo cáo các bác là có hàng về, cũng báo giá qua các bác thế các bác nắm được. Với cái cấu hình nắp bát neo thì nó như thế, còn các bác mà nắp mát thường thì tôi nặng lắm các bạn ạ, không bê được đâu. Riêng cái thùng này không thôi đã vào hôm trước em gửi cho mấy bác khách là ba mấy cân một cái thùng rồi, một cái thùng không thôi là 30 mấy cân rồi. Nếu mà nắp cả loa này là vào khoảng tầm gần 50 cân trên một chiếc, khoảng tầm 48 cân hết cỡ nhá, là 48 kg trên một chiếc siêu hỏa tiễn. Cái này em sẽ review chi tiết ở lần sau nhá, đây là báo cáo là các bác là có hàng về, có vẻ thêm được ít này. Đấy. Vỏ thùng đây, như hôm trước anh em dưới xưởng mang lên là không có được cái thùng bìa này đâu. Đợt này làm cẩn thận thế, cho cả thùng bìa này bỗng dưng lại có cái bìa này đóng gói cho các bác, nhưng cái này em vẫn phải đóng gói riêng. Đóng gói thì em vẫn phải đóng gói lại. Thùng này gọi là nồng thêm ở ngoài thôi, chứ còn bên em đóng gói này em sẽ quấn bìa xung quanh này. Đấy. Tất cả bìa xung quanh. Đây các bác xem nhá. Hàng đây là hàng cao cấp, nhiều các bác bảo bên em bán đắt cũng đúng thôi, bởi vì hàng cao cấp thì em mới bán, nhưng còn các hàng rẻ em không bán. Cũng là hỏa tiễn nhưng nhiều các bác mua nó rẻ hơn rất nhiều. Thứ nhất là gỗ này, thứ hai là phụ kiện này. Riêng cái tiền gỗ tiền phụ kiện nó chênh lệch nhau, nó đang hơi bị nhiều tiền rồi các bác xem nhá. Sơn là sơn sần cát này, sơn này các bác mua có 300-400 nghìn một cân, chuyện bình thường, 300-400 nghìn một cân. Đấy. Sơn là cao cấp ấy, chứ không phải là cái loại sơn hơn 100 nghìn đâu. Sơn hơn 100 nghìn thì em chỉ bắn vào mấy cái loa bãi gọi là bắn lấy màu thôi. Còn các bác nào mà vẫn thích cầu kỳ mà vẫn thích đẹp thì em sẽ làm mà nó cao cấp hơn. Đấy. Để các bác xem nhá, sơn sần cát. Cái loại này cào không bao giờ biết xước. Sơn này thì hiện tại là cao cấp nhất. Hiện tại cao cấp nhất tại cửa hàng em đang có những cái mẫu vỏ thùng loa. Vỏ loa hay là loa hoàn chỉnh thì sơn này nó thuộc dạng là cao cấp nhất. Đấy, tất cả linh kiện này các bác xem này, ốc này,
ốc nộp rác này, thùng này. À cái này nè. Quên, hôm trước có mấy các bác khách bác hỏi là bảo em ơi thì bây giờ anh lấy của em về rồi anh mở ra kiểu gì. Thì em chia sẻ rồi mà hướng dẫn các bác rồi nhưng các bác lại chắc là không quen hay sao ấy. Xong là các bác lại gọi điện xong là mắng em một trận tơi bời ra bởi vì các bác không biết cách mở. À, như bên em bán hàng thì trước khi gửi hàng cho các bác nhé, em sẽ chia sẻ luôn này, trước khi gửi hàng cho các bác là tất cả em phải tháo ra, gọi là tháo ra xong đến khi nắp vào nó dễ hơn một tí đã. Chứ không mà ví dụ như này mà em giao hàng cho các bác xong các bác về không tháo được, các bác gọi chửi mắng lên này thì nó cứ nhọc lắm. Thì các bác không có gì đơn không có gì khó khăn đâu nhá. Trên nóc và dưới đáy là có tổng cộng là 6 con ốc lục giác này, các bác tháo ra. Và như cái hỏa tiễn đôi thì nó có nhiều ốc cạnh này. Đấy. 2 này, 4 6 8 10 12. 24 ốc cạnh hai bên nhá. Các bác tháo hết cái nẹp này ra. Các bác sử dụng một cái tô vít hai cạnh. Luồn chọc vào khe này, lấy búa cao su gõ hoặc búa gì cũng cứ cái gì gõ cũng được. Đóng vài nhát ở đây, nghe tiếng cọc kẹt. Rút ra xong bên này. Và dưới kia cũng thế, tương tự thế là các bác sẽ từ từ tháo được cái mặt trước và mặt sau của chiếc loa này. Chiếc vỏ thùng loa này. Với những mẫu đơn 40, đôi 40, đơn 30 và đôi 30 thì cũng có đầy đủ hết các bác nhé. Thì các bác phải tháo như thế thì mới ra được. Chứ không các bác về không biết tháo kiểu gì xong là gọi điện báng chửi em lên, các bác thế không được. Như thế là các bác đang sai mà các bác lại đổ cái sai cho người khác, thế là không được. Đấy, bên em là có sai là nhận sai. Đấy, có lỗi là nhận lỗi. Đây, các bác xem luôn này. Thùng nó khá là to. Thùng này không thôi, rất là nặng rồi. Ví dụ như mà các bác mà nắp lên một chiếc, à một đôi hỏa tiễn 2340 này thì các bác chơi là các bác phải chơi theo một cặp xúc kép. Đấy, thì đánh nó mới ra được. Đánh nó mới đủ được. Tức là đánh lên đây đó là giữa loa full ram hỏa tiễn và loa xúc. Nó đồng đều âm lượng và các bác đánh sân lớn nó vẫn đạt được cái chỉ tiêu đó là tiếng bay xa. Đấy. Với những dòng hỏa tiễn này thì em không ưu tiên các bác đặt ở mặt. Ví dụ các bác đi nào đặt mặt này thì là không hợp bởi vì cái họng kèn này các bác nhé, họng kèn này nó không như cái họng kèn của loa full ram bình thường. Họng kèn này cũng là 60-40 nhưng không phải là nó đánh phủ mặt mà đây con này là đánh là tập trung bắn xa. Và cộng hưởng thêm nữa là cái vách gỗ này để bảo là review qua thôi bây giờ lại thành ra là nói chi tiết rồi. Cộng hưởng thêm các cái vách gỗ này, vách trên, vách xung quanh này, vách giữa này, dưới này đấy, nó sẽ cộng hưởng và nó tạo ra một cái kiểu như là hom, gần như là hai cái hom này. Đây nhá, đây là có một cái hom này, họng kèn. Đây một cái hom nữa này. Ví dụ như cái họng kèn này các bác bỏ ra ngoài, các bác đánh thì đi ra sau loa tép vẫn nghe thấy tiếng. Nhưng khi mà các bác nằm vào thùng này, các bác đi ra sau loa, sau cái loa hỏa tiễn này, không thấy một tí tiếng lời nào. Nếu như mặt trước vị ở phía trước có cái gì vật cản nó dội âm lại thì các bác nghe thấy thôi, còn không là các bác không nghe thấy đâu. Cái dòng này nó điểm mạnh của nó thế. Và dòng này thì nó chuyên dùng là để treo và đặt lên trên cao. Ít nhất là phải, nếu như các bác mà chơi ví dụ live show sự kiện tiệc cưới vừa vừa bé bé nhá, các bác ít nhất cũng phải được như này. Đấy, ít nhất là cái loa cũng phải được tầm trên 1 mét. Tức là cái họng kèn của loa tép mà phải tầm trên 1 mét thì các bác mới đánh gọi là có được cái âm lượng tương đối lớn và nó không bị suy hao khi đánh xa. Còn nếu như mà các bác vẫn cứ cố chấp, các bác để mặt đất này nó đánh và người đi lại nó sẽ vướng vào, sẽ bị suy hao âm lượng đi rất là nhiều. Nếu như bên châu Âu họ là matching, họ chỉ cần vài cặp loa thôi, đánh một cái sự kiện lớn bình thường. Nhưng Việt Nam á, úi xồi ôi nhiều loa lắm. Kinh khủng luôn. Ok, video chia sẻ đến đây là kết thúc nha các bác nhá. Thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì liên hệ trực tiếp với em. Bên em thì có đầy đủ hết nhà. Vỏ thùng loa, củ loa bass, củ loa check, phân tần loa ninh phụ kiện thay thế chuyên dùng cho hàng live show sự kiện tiệc cưới. Và chia sẻ luôn với các bác này, em còn cái đập cặp vỏ 718 bát 50 bát mặt bát thẳng, các bác nào thích thì em xả hàng cho các bác là 3 triệu. Trong vòng tầm 15 ngày nữa mà các bác không lấy, không có bác nào hỏi thì em sẽ lấy bát về xong nắp vào để demo ghép với những cấu hình hàng mới như thế này. Để cũng có các bác nào gọi là các bác nào thích thì có sự lựa chọn, chứ không thì nhiều các bác cũng hỏi nghe chừng hơi khó trả lời. Ok các bác nhé,
dòng này thì nó đánh hiệu quả nó cao hơn là 7 hay 5 rất nhiều. Nếu như các bác săn đón và tìm mua thì nên lựa chọn những cái dòng này, 7 hay 5 nó cũng được. Nhưng mà nó được cái là tiếng bát nó đầy thôi. Còn nếu như các bác mà đánh gọi là đánh tiếng bắn xa mà tập trung thì hãy lựa chọn hỏa tiễn chứ đừng có dùng 7 hay 5. 7 hay 5 nó chỉ đánh phổ mặt thôi chứ xa không có mấy đâu. Xa phải treo cao lên cơ. Mà 7 hay 5 mà treo lên ui dồi ôi khiếp quá. Ok, video đến đây kết thúc nhá. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì liên hệ trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.